Vâng, em xin chào cả nhà. Hôm nay em lên một cái phiên hàng cho anh em sưu tầm. Nói chung là nó hơi thập cẩm một chút. Đấy, đầu tiên là em đi vào cái cây kỳ bẹt Thiên Ân nhé. Bẹt Thiên Ân là một trong những cái dòng bẹt rất là đẹp mà em rất là thích sưu tầm. Đấy, cho các bác xem cái mặt hoa của nó đây ạ. Cái này là hoa lở ngày mùng 3 tháng 6 năm 20 này. Đấy. Đây là một trong những bông bẹt cánh bầu. Cánh rất bầu và khuôn của lưỡi rất mở, rất là bầu này nhé. Nói chung là một bông rất đáng chơi, rất đẹp ạ. Đấy. Hôm nọ em có vài kỳ lên thì anh em cũng chốt hết rồi. Hôm nay em cắt thêm được còn có 3 cái kỳ bé bé thôi. Thì em đây kỳ thứ một, kỳ thứ nhất nha, kỳ thứ nhất đây ạ. Kỳ thứ nhất này nói chung là dễ nó bám về các bác trồng mà cái dòng này dòng ở vùng miền trong như là nó thân nó hơi mảnh khảnh các bạn, đường hoa rất đẹp. Kỳ này thì em bán là 100k cho kỳ này, vẫn còn rất nhiều mắt ngủ nhá, rất là khỏe về các bác làm giống. Tiếp theo là đây còn hai cái kỳ này nữa, hai kỳ này, hai kỳ này cũng ra rễ thắt ngọn rồi về các bác trồng rồi, cũng còn hai cái mắt ngủ nữa này. Hai kỳ này thì em bán là 170k cho cả hai kỳ luôn nhé. Đấy, là kỳ bạch Thiên Ân. Tiếp theo là em vào cái cây đại ý thảo Lâm Đồng lá sọc. Đại ý thảo Lâm Đồng, đây là hoa của nó đây ạ. Cái đại ý thảo thì nó là một trong những cái dòng rất là hiếm. Đấy, cũng như là nó cũng chưa có nhiều, đây là đợt nó lở hoa ở vườn em này. Đợt lở hoa vườn rất đẹp. Cây này thì nó là một cây lá kẻ phát tài. Đặc biệt là vào mùa hè thì lá của nó rất là vàng ấy. Lá nó vàng, sọc vàng như lúa đấy. Cho các bác xem. Rất đáng chơi các bạn. Lá vừa lá kẻ nhé. Nói chung là phi điệp với lại hạc vĩ thì nhiều, nhưng mà đại ý thảo thì rất là hiếm. Không có đại ý thảo mà lá sọc đấy ạ. Cái cây này là đợt này nó cũng, đấy nó đang sọc, càng lắng thì lá nó càng vàng rồi nhá, rất phê. Rồi em như này, hôm qua lên live thì quay qua có mấy bác cũng gọi điện bác chốt, thì bây giờ em đăng như này nhá. Đấy, một cái cặp này là hai kỳ này, hai kỳ bây giờ nó thắt ngọn, nó già lá rồi, đấy nó còn tí sọc mờ mờ thôi, trong mùa thì nó vàng rất là đẹp, hai kỳ. Con này dễ là đầu dễ nó cũng vàng đúng không? Dễ nó cũng vàng. Con này thì cái cặp này em bán là 200k, cặp số 1. Số 2 này. Số 2 thì là em cắt cho hai cái kia đầu ngọn, kia thứ nhất này, bé bé này, cái kia thứ hai này. Đấy nó vẫn còn tí sọc mờ mờ đấy nhá. Đấy, em cắt nó ra. Thì hai cái kia này thì cũng 200k. Ở đơn số 2. Đơn số 3 là một cái kia rất là to. Kỳ rất là to nhé, tầm này ngoài Bắc nó không có nắng nhưng mà màu nó giảm nhiều. Số 3 với đi với kỳ bé dưới là chưa có dễ này, thì cái cặp số 3 này thì em bán là 170k, 170k cho cặp số 3 này, đại ý thảo, đại ý thảo Lâm Đồng, hàng rừng này nhá, lá kẻ phát tài rất là đẹp. Còn một cái con này, nó có một cái con này rất là dài, con này thì gần 20cm này. Đấy, con này thì nó vẫn còn đang kẻ này các bác, vẫn đang kẻ. Rễ thì rất khỏe, rễ rất vàng này nhé. Tí theo một cái khúc như này, nó chung là ra hoa đợt vừa rồi đấy ạ. Một cái kỳ bên trên này. Thì cái con to này thì em bán là 150k cho cả cái khúc này luôn, 150k nhé. Cây đại ý thảo của Lâm Đồng nhé. 2 năm trước là những cái kỳ to như này toàn hơn 1 triệu các bạn. Những cái dòng này dòng sưu tầm chơi. Nó rất là ít, nó không có nhiều, hoa rất đẹp. Đấy. Tiếp theo là em vào lăng canh trắng đại tướng. Đây đại tướng thì em vừa cắt được mấy cái dây này rất là đẹp. Dây kỳ này. Toàn kỳ trên thân hết, dễ rất là khỏe. Em cho các bác xem mặt bông của lăng canh trắng đại tướng này. Lăng canh trắng đại tướng là một trong những cây cực kỳ dễ chơi. Thân lá khỏe đẹp, cánh bay, cánh rất bay.
mặt mũi rất đẹp. Nói chung đại tướng nó là một sự kết hợp giữa kiểu như HO với lại Phú Thọ đấy ạ. Đấy, nó có cái mũi của HO và có đôi mắt của Phú Thọ, lưỡi tuyết rất là mạnh. Thì đại tướng thì em đi nhanh này. Đấy, đơn số 1 nhé, đơn số 1 là được 3 ki to. Đấy, 3 ki to bắt khúc. Rễ thì rất là khỏe. Riêng cái ki này nó tầm khoảng gang tay đúng không ạ? Đấy là 3 ki này, là đơn số 1 này là em bán là 100k cho 3 ki này. 100k nhé, và nó làm một tác phẩm rất là đẹp. Đơn số 2, đơn số 2 thì được 5 ki đúng không ạ? Đây là cái khúc này là được 2 ki này. Nó thoát ngọn rồi các bác nhé, thoát ngọn rồi. Đang phình thân. Đấy, với 3 ki nữa. Cái kia nó vẫn lên mầm gốc bình thường các bác nhé, 3 ki. Và tổng 5 ki, đơn này em bán là 120k. Đơn số 3. Đơn số 3 thì cả một cái dây luôn. Nó liền một dây các bác nhé. Được 6 ki, 1 2 3 4 5 6, 6 ki. 6 ki, một tác phẩm rất là đẹp. Đấy, và các bác thích thì các bác làm một chậu. Đấy, không các bác cắt đôi ra cũng được. Thì làm hai chậu, mỗi chậu 3 ki. Đơn số 3 này thì em bán em bán là 160k. 5 màu trắng đại tướng. Cả dây luôn. 160k nhá, cho cả dây là 6 ki. Đơn số 4 này. Số 4 này thì nó được 7 ki các bác nhá. 1 này, 2 3 4 5 6 7. 7 ki rất là đẹp. Ki nào cũng có rễ hết rồi. 7 ki. Thì đơn số 4 này thì em bán cho cả dây này là 200k, 7 ki. Còn nếu mà anh em không lấy được thì em cắt đôi ra. Cắt đôi ra thì 3 cái ki bên dưới này thì em bán là 100k cho 3 ki dưới này. Còn 4 cái ki trên này thì em bán là 120k nhé. Đấy. Và 5 cái trắng đại tướng, rất là đẹp. 7 ki liền. Tiếp theo là em vào kẻ phong trần. Phong trần đây. Phong trần thì ki số 1 này. Ki số 1 này là 250k này. Ki này là ki cắt khúc ươm tự nhiên, dễ thì nó đi tương đối là ấm chậu rồi các bác nhé. Về các bác chỉ được bốc sang thôi. Kẻ phong trần 250k. Cái dòng này thì nó hoa rất là đẹp này nhé. Lá mít nữa. Đấy, những ki này thì nó chưa lên kẻ nhé. Chưa lên kẻ thì giá lại cao hơn. 250k. Ki số 2 này. Ki số 2 này thì em lấy là 220k, nó đang có một tí kẻ này. 220k nhé. Ki này đó, ki số 3 này. Ki số 3 này to hơn này. Ki số 3 này to hơn này. Ki này thì em lấy là 300k. 300k cho ki kẻ phong trần số 3 này. Dễ ấm chậu, đang mập thân. Đấy, và số 4 là cái cốc này, nó là ki đôi. Được 2 ki liền. Cốc ki đôi này thì em lấy là 390k. 390k cho cái ki đôi này, 2 ki luôn. Và về kẻ phong trần. Đấy. Hôm nay em có một con sóc lào rất đẹp luôn. Thì bác nào lấy được thì em sẽ chia sẻ lại cho các bác về chơi. Con sóc lào này. Con này thì lá nào nó cũng có kẻ hết các bác nhá. Đấy. Lá nào cũng kẻ. Kẻ rất lép luôn, rất đẹp. Đấy, cây này nó là cây rừng. Lá lõn đang lên này, lá lõn đang lên cũng lên kẻ luôn. Lá lõn đang lên kẻ luôn các bác nhé. Okay. Lá nào cũng kẻ hết, rất đẹp. Đấy. Thì ở đây nó đang ra là một cái rễ rất là to. Bên này đang đâm tiếp một cái đầu rễ nữa, ở đây là hai này. Đấy. Dưới này còn được ba cái rễ nữa, rất là khỏe. Và tổng được 5 cái rễ các bạn. Sắp làm. Kẻ rất lét nhé, 6 lá rồi. Sóc lào nó là một cây lá kẻ nó rất là hiếm, nó hiếm. Sóc lào với cẩm báo nó rất là hiếm. Mà trong cái đó là hàng, nói chung là những cái hàng của Thái Lan là họ chưa có làm ra được những cây này. Những cây này nó vẫn là phải là cây rừng. Cái cây này thì em chia sẻ với giá là 6.000k nhé, 6.000k. Thì bác nào mà sưu tầm thì các bác liên hệ với em. Số điện thoại em là 0903 208 533.
em xin cảm ơn.